Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên à, Hôm nay thì em có lên một cái lô siêu phẩm thân lá rất đặc biệt nha mọi người Toàn là những cây thân lá cực kỳ đẹp được tuyển chọn trong vườn à, Và em báo trước luôn là những cái cây này thì cái giá nó cũng tương đối mềm thôi mọi người à, Từ 250 tới 300 ngàn một chậu thôi thì Các bác anh chị thích siêu tầm những cái cây thân lá đẹp vậy thì có thể liên hệ tới em nhé Đại 0384 tám thì cái này mua về chủ yếu là mọi người chơi thân lá luôn Và đặc biệt là cây nó cũng chưa sổ hoa Về mọi người thể sổ ra uh, hoa gọi là hoa sổ số nha Và những cái cây này là những cây gieo hạt nha mọi người Gieo hạt từ cái cây rừng Và mấy năm trước á, thì nó đang phát triển lá bình thường thôi Nhưng mà năm nay cây nó khỏe rễ ra lật đẹp Là bắt đầu nó hình thành những cái kiểu lá Rất nhiều cây lá xếp nè Rồi xếp rục cũng có và đồng xu rồi cũng có Và thân nù xếp dài đằng đặt về rất đẹp nhé và đây là tuyển chọn trong vườn mọi người thể thấy là trong vườn thì có rất nhiều cây nhưng mà em chỉ lựa ra được vài cây này là cái thân lá nó đẹp và à, lên chia sẻ cho các bác anh chị chúng ta về chơi ngắm thân lá nha thân lá thì mọi người thể ngắm quanh năm luôn đây bên đây là những cây số sáu bình thường thôi còn đây là những cái cây hàng đặc biệt nha rồi tổng cộng là có 18 về từ từ về số 1 tới giờ số 11 là giá 300 ngàn giờ số 12 đến giờ số 18 là 250 bây giờ em sẽ quay lần lượt từng hình thì mọi người thích thích hình nào cứ nhắn tin gọi điện số không em về tiêu đề nhé rồi đầu tiên giờ số 1 nè mọi người lá nè lá đồng xu xếp ruột rất đẹp nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ đẹp ha rồi giờ số 1 giá 300 nha mầm con đang lên nè số 1 300 tiếp theo là sang về số 2 về số 2 giá cũng 300 000 ngàn luôn đây lá nè mọi người lá xếp nè đồng xu đẹp không nè, đó, trồng vo ha Máy thân luôn cái này rất nhiều thân nha Cái lá này đã chưa Rồi về số 2 giá 300 Tiếp theo về số 3 Để 3 nhìn chảy nước miếng luôn nè Đẹp chưa Để chụp cái hình đại diện nha mọi người Giá 300 luôn Đó. Rồi đây Xếp đều rất đều nhau ha Về số 3 giá 300 Tiếp theo là sang về số 4 Về số 4 này cũng quá đẹp ha Nè lá trồng vo Đây mọi người có thể để bên cạnh mấy cái cây khác là Mọi người nhìn thấy cái lá nó đẹp nổi biệt nổi bật khác biệt lên liền à. à đẹp hả à. về số 4 giá 300 nha tiếp theo là về số 5 về số 5 đây thân lá đẹp thân đỏ nè lá cũng tròn à, kiểu rất kiểu rất là mít nha mọi người à, năm ngoái thì thân lá nó chưa hình thành năm nay thì bộ rễ nó khỏe cây nó hút được nhiều dưỡng chất phát là nó cây nó mọc ra nhìn lá nó đẹp hơn hẳn lên về số 5 giá 300 nhé mọi người rồi số 6, số 6 thì lá không to tròn như mấy kia nhưng mà được cái là nó xếp đều mọi người, xếp đều và thân nó mập ú u, u luôn. Siêu nù rút nè, lục luôn á. Giờ số 6 giá 300 nha mọi người. Đã chưa? Con này về mọi người cầm nắm sờ cái thân nó sướng lắm. Giờ số 6 giá 300.000 nha mọi người, 300. Tiếp theo là em sang về số 7. Đây, về số 7 cũng thuộc hàng siêu phẩm nè, đẹp chưa? À, quá mức luôn thằng này nếu mà nó là cái hàng mới bóc rừng về thì giá cao lắm mọi người một cái thân vài chấp vài triệu nhưng mà cái đây là cái cây gieo hạt nên là giá nó cũng mềm cho các bác anh chị chúng ta dễ chơi ha à, sưu tầm về ngắm thân lái cho sướng về số 7 giá 300 rồi tiếp theo về số 8 cũng cực kỳ đẹp luôn đã chưa Đó, mức rượt lá tròn, tròn 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 bầu bầu ha đẹp quá đẹp luôn rồi về số 8 giá 300 giá số 9. Đây cũng đẹp, xếp rụp này mọi người. Xếp rụp rịch nè. Đã chưa? Rồi, về số 9 giá 300 nha. Bước Tiếp theo là sang về số 10. Đây, thân đỏ lá nè mọi người. Đã chưa? Đẹp lắm. thằng này về ngắm thân lá cũng đủ sướng Thân đỏ, lá bầu to Rồi, về số 10 giá 300 nha mọi người. Số 11 một à, lá nó không tròn như mấy kia nhưng mà được cái lá tím rất là dày à, nhìn vào lá thôi thấy đẹp mọi người à, lá tím rìm luôn nè. To to hết đó Đây, so với cái lá bình thường này mọi người sẽ thấy được cái độ to của nó này. Mà nó dày lá, cũng thằng này chơi thân lá rất đã nha. À, rất đặc biệt về à, số 11 giá 300. Rồi sang một số chầu của nó nhỏ hơn tí thì giá rưỡi nha, nhưng mà về cái độ đẹp của thân lá thì cũng không thua kém gì mấy kia đâu. Rồi về số 12 giá rưỡi mọi người. Đó. À mà bóp đang lên nè đã chưa không phải lên khúc thôi mà nhìn lá to đùng 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 rồi 12 giá 250 tiếp theo là sang về số 13 đây cũng 250 luôn đẹp chưa Đó, à, lá tròn mập vô hả rồi 13 giá 250 nha mọi người tiếp theo là 14 14 giá 250 xếp rụt nè lá cũng tròn mà xếp rụt rụt với nhau à, đã quá đã luôn rồi 14 200 rưỡi nha tiếp theo là 15 đây làm đang lên được hai mâm mọi người. lá trong vo này như đông xu luôn nước sướng nha à, đã chưa rồi. 15 giá 200 rưỡi nha tiếp theo là 16 16 giá 200 rưỡi nha mọi người đây tương tự như thằng 14 cũng lá xếp thân rụp rịt nè Đây, xếp rụp lá tròn vo ha Đây, đó. kỳ so với mấy thân bình thường nhìn lá tươi rối to nữa 16 giá 250 17 17 kiểu lá bầu bầu tròn tròn mà nó lại tím mọi người à, bán nào thích chơi cái thân lá tím 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 thì sưu tầm cái giờ này ha Đã. lá dày bạn lá to tròn ha đẹp mọi người đây bên kia xanh thì mọi người sưu tầm thì con tím nữa cho nhìn nó đa dạng màu sắc nha giờ số 17 giá hai trăm rưỡi và cuối cùng là giờ 18 về 18 giờ khá đặc biệt nè đây nhìn đẹp không lá kiểu trái tim mà nó dày lá thân nó rô, nù rút rít luôn Đó. đây dù sưu tầm một chậu lá đồng xu với một cái chậu lá này nhìn hai chậu ngắm cả ngày nha giờ 18 giá hai trăm rưỡi rồi em đã quay xong lô này thì giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu thì chắc rơi vào tầm cỡ 50 ngàn Này thì em sẽ đóng gói cẩn thận gửi cho mọi người Mọi người chỉ viết đặt thôi à, Rồi à, mọi người liên hệ đại 0384 750 258 nha à, Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Hôm nay thì em còn mấy chậu đi thôi Hiện tại thì cũng chắc trong vườn đã hết rồi Này đi vết mà chỉ được vài thân như vậy à, Rất là đẹp, thân tuyển chọn Rồi xin chào mọi người ạ